Thưa quý vị và các bạn, được tiến hành xây dựng vào cuối năm 2016, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc đã đưa vào sử dụng 2 km bờ kè tại các vùng xung yếu hai bờ sông Năm. Tuy nhiên, tại các địa điểm khác chưa được đầu tư xây dựng, tình trạng sạt lở vẫn diễn ra nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống của người dân đang sinh sống trong vùng sạt lở. Phản ánh sau đây của phóng viên thời sự. Phần đất sụt lún, kéo theo cây cối chìm hẳn dưới mặt nước, cách xa bờ hơn 3 mét. Bờ sông có thể tiếp tục sạt lở bất cứ lúc nào. Đây là thực trạng diễn ra nhiều năm qua tại hai bờ sông Năm, đoạn qua thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc. Bắt đầu diễn ra từ sau đợt lũ năm 1999, và cứ mỗi năm, tình trạng sạt lở càng trở nên nghiêm trọng. Bờ sông hiện tại đã bị ăn sâu gần 7 mét so với trước đây, khiến những hộ dân sống cạnh bờ như gia đình ông Phạm Văn Hùng luôn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Về mùa mưa vì sạt lở đó, cho nên gia đình tôi nên cũng có thể ở được. Thứ hai nữa là vì sợ là nguy hiểm, cho nên cũng đi chứ cũng ngừa. Mình nếu kè được cái càng tốt, còn nếu tôi ở lại mà còn nếu không kè thì tôi chuyển đi thôi. Tình hình sạt lở bờ sông Năm đã diễn ra nhiều năm qua, phân tán tại nhiều điểm xung yếu trên địa bàn của cả 7 thôn xã Lộc Bổn. Với sự hỗ trợ kinh phí từ huyện Phú Lộc, hiện tại xã đã tiến hành khởi công xây dựng được 2 km kè kiên cố tại các thôn Hòa Văn 1, Hòa Văn 2 và Hòa Mỹ, tập trung vào những vùng sạt lở nghiêm trọng hoặc đang có nguy cơ sạt lở cao. Trong năm vừa qua, những đoàn kè được đưa vào sử dụng đã trực tiếp mang lại hiệu quả đối với cuộc sống của người dân tại khu vực này. Mọi người dân đều là hiến đất hiến cây để đồng tình để làm bờ kè chống xói mòn và trước mùa mưa bão. Những năm trước mà chưa làm kè là thường thường là hai bên bờ sông là trẻ nó bổ ra choáng cái tâm chảy đấy, dòng nước chảy, cho nên bây giờ làm kè thì thoáng thì nước nó rút nhanh hơn. Với đặc điểm thổ nhưỡng do phù sa sông bồi đắp nên hai bờ sông Năm rất dễ bị sụt lún khi có lực nước mạnh chảy qua. Vì thế, để không được đẩy nhanh tốc độ triển khai cũng như xây dựng kiên cố, tình trạng sạt lở vẫn sẽ có thể tiếp diễn, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Hiện nay đơn vị thi công đã làm được gần 2 km, tập trung vào những điểm xung yếu để làm trước. Vì vốn là tỉnh phân bổ hàng năm, về địa phương thì cũng mong Ủy ban nhân dân tỉnh sớm quan tâm cấp thêm vốn cho đơn vị thi công để thực hiện tiến độ bất kể để dân hưởng lợi sớm hơn. Thừa Thiên Huế đang trong mùa mưa bão, ngoài việc phối hợp với chính quyền địa phương chủ động di dời đến nơi ở an toàn khi có lũ lụt, những hộ dân sống trong vùng xung yếu vẫn cần phải chủ động bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của gia đình, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và của có thể xảy ra.